Tay vợt 2K trình độ kỹ thuật rất tốt luôn, chân rất bon. Tốc độ trên kia, cơ hội tấn công rồi. Hay quá nhỉ. Ve cầu kìa. Ve kìa, ép góc như thế vẫn ve lên. Bình thường bon rồi mà. Cũng đã bảo bon rồi mà. Cưỡn kéo lưới qua kìa, sợ không? Cảm giác rất tốt. Xem ai lì hơn nào, vẫn kê cầu qua. Chiến thắng lại tiếp tục thuộc về Nguyễn Học. Anh đã phải khá vất vả vượt qua tay vợt gian thanh của Từ Sơn, của Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn, trong vòng 3 set để có mặt trong trận đấu này. Rất nhiều người đang mong muốn được xem những trận đấu như này và họ không biết ở đâu, thì mọi người hãy giúp Hùng làm điều đó và giúp họ làm cái điều đó. Kê cầu rất hay từ Nguyễn Học. Chúng ta trở lại với trận đấu đi, điểm số đang là 3-3. Cầu ngoài sân. Và trong trận chung kết này đã có ít nhất 5 triệu trong túi, và nhất là 8 triệu, nhì là 5 triệu. Trận đấu này là một trận đấu rất hay. Tay vợt Nguyễn Học sinh năm 2000. Đó là ai cổ vũ cho Nguyễn Học Cameron 1 nào, ai cổ vũ cho Vũ Minh Cameron 2, để xem bên nào cổ động viên nhiều hơn nào. Phong Lao rất khó chịu từ Nguyễn Học. Lại là một pha cầu Phong Lao. Rồi, đập cầu rất mạnh nhưng cầu không qua lưới. Tuần sau ở nhà thi đấu Đại học Nông nghiệp thì Hùng tin rằng với không có sự tham gia của Vũ Thiết cũng đều. Vâng, rõ ràng là cũng không dễ dàng cho Nguyễn Học một chút nào. Tay vợt Vũ Minh cũng là tay vợt hàng đầu của tỉnh Bắc Giang. Nguyễn Học di chuyển rất linh hoạt, rất bon. Hay quá nhờ. Quá sát lưới một pha. Nguyễn Học đối đầu Vũ Minh. Kê cầu rất tự tin. Vâng, lại là một pha. Tấn công. Rất tiếc cho pha đập cầu ngoài sân, không được sự chuẩn xác. Ép góc rất hay. Đập cầu rất tốt từ. Cầu ngoài sân, đa năng tỉnh Bắc Ninh để quay lại trận chung kết này đây. Một pha đẩy cầu rất hay của Nguyễn Học. Hello anh, không, chúng ta không thể đánh giá là 2000 là tâm lý yếu được anh ạ. Nói như thế không chính xác một chút nào cả. Bởi vì là để có như là tay vợt vừa đăng quang ngôi vô địch giải Thanh Hóa mở rộng. Người đang mong chờ trận chung kết này. Rất bình tĩnh. Ép góc rất nhanh và hay. Rồi. Rồi, thủ cầu cạch. Đẩy cầu hai nhịp rất hay. Rồi chém cầu rất mượt. Kéo lưới kìa. Quá hay. Rất miền Bắc như này ạ. Mạnh nhất của phong trào miền Bắc như này. Không biết là bạn thuộc đẳng cấp gì nữa. Gây vợt bây giờ. Tung vợt lại gây. 19-11. Vũ Minh gặp Quốc Học là hy sinh luôn. Về cầu khá vội vàng, đang hơi nóng vội. Bình tĩnh lại. Rồi trận đấu thứ nhất kết thúc 21-11 cho tay vợt Vũ Minh. Điểm không đều trận đấu thứ hai.
Thắng trận này có tiền mua giày rồi Học ơi. À đánh không hay. Nguyễn Học bây giờ còn đánh hay hơn xưa cơ mọi người ạ. Đập... Ok anh Bình Bùi Trần, đúng rồi, tên Học đã hiếm rồi nhưng mà những đứa tên Học đánh cầu đều hay. Hay quá nhỉ. Kê cầu rất tự tin của Nguyễn Học, cơ hội tấn công. Bay người rất lan xả của tay vợt Vũ Minh. Rồi. Hello anh Cường, đây là giải cúp truyền hình Bắc Ninh nha. Rất hay, tay vợt Vũ Minh rất cố gắng nhưng không còn nữa rồi. Hello Nông Đình Đạt. Nguyễn Học đánh hơi vội vàng. Không cầu lao rất hay từ Nguyễn Học. Vâng, đập cầu vào lưới, điểm 4-3 cho Nguyễn Học. Di chuyển rất nhanh mà. Về cầu rất khỏe, hai nhịp kìa. Không cầu lao rất hay. Rồi có vẻ Nguyễn Học vào tay hơn rồi. Rất hay, bắt đầu hay rồi đây. Trận đấu bắt đầu hay rồi. Rồi rất hay từ Nguyễn Học, điểm 5-3. Sung mãn của Nguyễn Học đây. Vâng, liên tục những pha cầu ẩn phải của Nguyễn Học. Vâng, ép góc rất hay. Kê lưới kìa. Cơ hội tấn công cho Nguyễn Học. Anh sẽ không tấn công trong tình huống này. Liên tục ép góc phải từ Nguyễn Học. Nhưng rất tiếc trong pha chém cầu vừa rồi lại không qua lưới. Trận đôi nam kia hôm nay em không để ý cặp nào thắng nữa anh ạ. Không qua lưới về tâm lý và vội vàng anh ơi. Chứ thực chất là đánh hay hơn thế nhiều. Kéo lưới kìa. Quá đẳng cấp. Nguyễn Học ve cầu cực kỳ tốt luôn. Cầu ngoài sân. 4 cho Nguyễn Học, Nguyễn Học vào tay rồi. Giải Thanh Hóa cũng thế, Nguyễn Học xét đầu đánh khá hỏng nhưng hai xét sau thì vươn lên. Nguyễn Học đang làm chủ trận đấu rồi. Kéo lưới kìa. Cầu ngoài sân rất. Ok anh Cường, tay vợt gần màn hình của chúng ta, tay vợt Vũ Minh, nếu không nhầm thì cũng phải sinh tầm năm 92-93. Còn Nguyễn Học mới sinh năm 2000 thôi. Tay vợt phía bên kia vẫn còn kìa. Không còn rồi, rất xuất sắc từ Nguyễn Học, điểm 14, khác hẳn với xét đầu thứ nhất, mọi người thấy không ạ? Tay vợt 2K trình độ kỹ thuật rất tốt luôn, chân rất bon. Tốc độ chưa kìa, cơ hội tấn công rồi. Hay quá nhỉ. Ve cầu kìa. Ve kìa, ép góc như thế vẫn ve lên. Bình thường bon rồi mà. Cũng đã bảo bon rồi mà. Cưỡn kéo lưới qua kìa, sợ không? Cảm giác rất tốt. Xem ai lì hơn nào, vẫn kê cầu qua. Chiến thắng lại tiếp tục thuộc về Nguyễn Học. Và Hùng sẽ di chuyển lên Thái Nguyên để quay giải đồng đội toàn quốc trong vòng 4 ngày. Ve cầu quá khỏe, khác gì tàu phích đâu. Hùng sẽ di chuyển 4 ngày quay và live stream cũng giải đấu tại Bắc Ninh. Lại tiếp tục là một điểm số cho Nguyễn Học. Mà Facebook nó chỉ cho tối đa 5.000 bạn bè thôi. Anh em nào thực sự muốn kết bạn và làm quen với Hùng cũng như muốn giao lưu cầu lông với Hùng thì có thể nhắn tin Hùng và add friend Hùng. Rất trẻ, rất tài năng. Hất cầu rất bổng. Cầu ngoài sân. Quá chất anh ơi, hôm nọ vừa vô địch giải Thanh Hóa đó. Hất cầu bổng chưa kìa, đúng chiến thuật hôm nay Nguyễn Quốc Học. Bảo với Giang Thanh nhưng mà Giang Thanh lại chưa áp dụng hiệu quả. Mà đánh thực sự thì Hùng nghĩ rằng cho dù Tiến Tuấn chuyên nghiệp thì cũng không hơn nhiều đâu. 11-11 đấy. Và xét bên kia thì bây giờ vận động viên Nguyễn Học mới bắt đầu vào tay đánh, bây giờ đang thắng ngược lại là 15-6. Ninh không đánh giải này nha anh. Tuấn Anh Bắc Ninh đang tập trung cho giải cầu lông đồng đội toàn quốc ở Thái Nguyên vào ngày mai. Và Quốc Học cũng không đánh giải này. Quốc Học cũng đang tập trung cho giải đồng đội toàn quốc vào ngày mai. Giải đồng đội toàn quốc mới thực sự là hay, quy tụ tất cả những tay vợt mạnh nhất của cầu lông toàn quốc, cầu lông Việt Nam. Đẩy cầu hai nhịp rất hay từ Nguyễn Học. Đập cầu không chính xác. Ok Vũ Xuân Minh. Trận đấu nào hay thì Hùng sẽ ly với cả. Rất đáng tiếc. Trận đấu thứ 3. Cầu
cầu non rồi. Anh có kênh YouTube, kênh YouTube là Sport Hùng Badminton nha. Trận đấu này cũng đang quay lại với chế độ full HD, chất lượng full HD để gửi đến mọi người. Rồi rất hay, đã cắt được dây rồi. 16-11, tăng tốc thôi em ơi. Cầu ngoài sân. Kỳ cầu rất tốt từ Nguyễn Học, đó pha cầu vội vàng của Vũ Minh. Cầu thì thường thì chúng ta phải đến sân nhà thi đấu mới biết được. Chạy nhanh còn kịp không hỏng người. Nhưng mà Quốc Học có gì anh xin thông tin của Quốc Học nha, nếu tối mai khai mạc thì anh được nghỉ một ngày. Một cầu chéo sân rất tốt từ tay vợt Vũ Minh. Lại bị bắt rồi. Cầu ngoài sân. Rất tốt, 19-15 cho Nguyễn Học. 19-15. Kéo lưới. Vâng, bắt lưới rất nhanh. Nguyễn Học chạy rất bon, vẫn còn. Hay quá nhờ, chém cầu kia. Quá tốc độ. Cái trận đấu chung kết đôi nam lứa tuổi trên 40, cặp đôi áo cam của Long Sport giành chiến thắng. Long Sport giành chiến thắng nha mọi người. 17-20. Nguyễn Học cố lên nào. Cố lên nốt xét đi cho anh đỡ lo nào. Rồi rất hay, một cầu hai nhịp khá đơn giản của Nguyễn Học. Trận đấu thứ hai kết thúc, điểm 21-17 cho Nguyễn Học. Trận đấu thứ ba bắt đầu. Nguyễn Học phát cầu. Không đều. Trận đấu thứ ba. Nguyễn Học vẫn rất bon, đẩy cầu hai nhịp rất hay luôn. Chéo sân kìa. Rồi ăn rồi. Điểm 1-0 cho Nguyễn Học. Hơi cao được Nguyễn Học, phản cầu rất hay, cổ tay rất tốt. Ve cầu sở trường của Nguyễn Học mà khác gì đi trong quê đâu. Nhưng rất tiếc anh không thể phá thủ cầu trong hướng tiếp theo. Phản cầu rất tốt từ Nguyễn Học. Vâng, vẫn phản cầu được, rất bon. Vẫn còn, xem ai sẽ giành chiến thắng trong pha cầu này nào. Nguyễn Học rồi, Nguyễn Học thật. Một điểm số rất đáng tiếc. Ok, đúng rồi anh ơi, bạn này vừa mới vô địch giải Thanh Hóa. Chính xác anh ơi, vừa vô địch giải Thanh Hóa mở rộng xong. Nguyễn Học chém cầu rất hay. Vâng, vô địch 8 củ anh ơi. Không kể được bò hay biết gì. Chém cầu hay thế nhở. Vâng, dướng người. Cơ bản đây không phải giải, đây không phải giải chuyên nghiệp với mọi người. Đánh hết sâu học ơi. Đương kim vô địch của giải đấu này, cái vợt vô địch năm 2018. Cầu ngoài sân, điểm 57. Đúng rồi, sâu vào. Cao rồi. Không còn nữa rồi. Về hay thế nhỉ, về ăn điểm trực tiếp dọc biên luôn kìa. Trận đấu 8 củ, chắc đấu 8 củ. Có vẻ hơi. Rất tiếc cho pha bắt lưới của Nguyễn Học. Chưa phải số 1 đâu anh ạ. Chưa phải. Mới chia nửa tiền cho Trần Đức Duy, 3 củ. Cố lên em. Rất tốt, cố lên. Điểm 7, rút ngắn 7-12 cho Nguyễn Học, không sao cả.
Có câu trả lời cho câu hỏi này nhá. Hay quá. Cầu ngoài sân. Điểm rút ngắn 8-12 cho Nguyễn Học. Đây, cầu rất tốt từ Nguyễn Học. Hay lắm, Nguyễn Học điều cho đối thủ của mình mất chân rồi. Phản cầu rất hay, cơ hội kết thúc. Đúng rồi, hay lắm Học ơi. Tốt lắm, 10-12, rất xuất sắc. Thần tượng của Phạm Cao Cường. Cơ hội tấn công cho Nguyễn Học. Hay lắm, 11-12 cho Nguyễn Học, rất xuất sắc. Hay quá nhỉ. Đúng rồi, chuẩn. Rồi, góc phải, chính xác em ơi. Đập tiếp đi, đập thoải mái. Ngoài sân, 12 đều cho Nguyễn Học. Thế đấy. Thực sự trọng tài nữ này hiền quá. Đúng rồi, không việc gì phải vội cả. Sâu về sau ấy Học ạ. Sâu về sau họ đập thủ thoải mái. Đúng rồi, cao sâu em ơi. Chuẩn. Ngoài rồi. 14-13. Rất tốt, vẫn qua. Lại ẩn góc rồi. Đấy, ẩn góc phải kìa. Cứ đánh cao sâu góc phải mà ép. Ở ngoài sân 16-13 cho Nguyễn Học rồi. Nguyễn Học thì áp dụng như nào cũng được. Cầu của Nguyễn Học rất đa dạng, đặc biệt là ẩn cầu hai nhịp góc phải thì đúng là sở trường của Nguyễn Học luôn. Rất hợp. Bình tĩnh chưa kìa. Di chuyển rất bon luôn. Hay quá nhờ. Ok. Trận chung kết đơn nam. Phản cầu rất tốt, cổ tay rất tốt từ Nguyễn Học. Vâng, 18-14 rồi. Vâng, kê cầu rất lắc từ tay vợt Vũ Minh. Vào tối ngày mai tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Thái Nguyên, giải đấu quy tụ tất cả những tay vợt mạnh nhất của cầu lông Việt Nam. Và Quốc Học cũng đánh giải đấu đó. Và mọi người hãy tiếp tục theo dõi live stream cùng thì mọi người sẽ nhận được thông báo. Ngoài sân. Điểm 16-19. Rõ ràng em nhìn thấy cầu ngoài. Hay quá nhờ. Hay lắm. Nhưng pha cầu rất tốc độ và chính xác của Nguyễn Học. Tỷ số giống hệt với trận đấu trước. 21-16 cho Nguyễn Học. Vâng, đại diện cầu của ông PTM 911 Nguyễn Học, tay vợt sinh năm 2000, tay vợt tài năng nhất của cầu lông sinh viên Hà Nội, đã đăng quang ngôi vô địch tại giải đấu cúp báo tuổi, giải đấu cúp truyền hình Bắc Ninh năm 2019.